Kính thưa các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa kiểu Hùng Thi Trước mặt các bạn chúng ta, đây gọi là cây lài tây Còn miền Bắc thì hay gọi là cây ngọc bút nha các bạn Cây lài tây này đặc biệt ra bông rất là xiên bông và quanh năm Hàng này thì trồng công trình rất là tuyệt đẹp Ở ngoài miền Bắc thì họ rất là ưu chuộng cái cây lài tây hạt ngọc bút này Và hiện giờ trong làng hoa Sa của em có kinh doanh cây mua bán cây lài tây này Ai mua điện thoại cho em ngay Với số điện thoại 0918 708 965 Hoặc 02 0277027... 02773 761 973 à, hoặc là 0918 708 95. em nhận cung cấp cây lời tay này toàn quốc cho quý vị nha đây rất là đẹp nha Nếu hàng công trình thì trung bình nó sẽ là như thế này các bạn đây là hàng công trình trung bình cao khoảng 30 cm nha trung bình nó khoảng là 4 năm tuần đó thì cái hàng rất đẹp còn hàng bán lẻ thì chúng em sẽ lựa những hàng thế này nó rất là đẹp như thế này nha ai mua để lại số điện thoại bên dưới cho em hoặc điện thoại cho em ngay số điện thoại 0918708965 cây lài tây này bông rất là thơm quý vị buổi sáng buổi chiều nó rất thơm kể cả bây giờ đang ban ban ngày cũng rất là thơm luôn à, để lại số điện thoại cho em à, hoặc là điện thoại cho em ngay số điện thoại 0918708965 cung cấp cây lài tây và đặc biệt cơ sở và kỹ hùng thi trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happy Land hùng thi trực thuộc công ty qua kiển ngân cường Cơ sở chúng em cung cấp tất cả các loại hoa kiển cỏ thảm cây công trình các bạn có thể tham khảo qua kênh YouTube qua kiển Hùng Thi hoặc Facebook qua kiển Hùng Thi Hùng Thi qua kiển. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.